cái không? Không, không ăn rồi, đi mang lên trên kia cân. Rồi 3 cân, tính 3 cân coi. Ok chưa? Cái này ngon luôn đấy. Chay bùn. Chay bùn chay là xấu rồi. Không ngọt ăn gì. Chưa. Chó đi chó đi, cái gì ơi? Yeah.
ăn cân bao nhiêu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.